Quốc được ca ngợi là hình mẫu của xử lý đại dịch COVID-19, nhưng đợt bùng phát dịch COVID-19 tại các sàn nhảy ở Hàn Quốc đang gây chú ý. Đã có hơn 100 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến các sàn nhảy tại khu giải trí Itaewon, nơi hiện là một trong những ổ dịch lớn nhất tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ngày 12 tháng 5, nhà chức trách tiết lộ sẽ dùng dữ liệu điện thoại di động, thẻ ngân hàng và hình ảnh từ máy quay an ninh để theo dấu những người từng đến sàn nhảy này, để theo dấu nguy cơ nhiễm COVID-19. Yoon Tae-ho, quan chức Bộ Y tế giải thích, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin từ các trạm viễn thông và giao dịch từ thẻ thanh toán từ các sàn nhảy để nhận diện 1.982 người chưa thể phát hiện. Chúng tôi cũng thu thập hình ảnh từ máy quay CCTV từ đồn cảnh sát Yongsan để thực hiện thêm khảo sát dịch tễ học. Nhà chức trách đã thực hiện hơn 7.000 xét nghiệm COVID-19 liên quan, trong đó có người thân và đồng nghiệp của những người từng đến sàn nhảy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người khác chưa được phát hiện. Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tình hình khẩn cấp. Chúng ta không thể chần chừ khi chứng kiến khủng hoảng trước mắt. Chúng ta cần khẩn cấp củng cố hệ thống y tế và cách ly. Khi màn đêm buông xuống, sàn nhảy là nơi mọi người tìm đến để giải trí và chúng cũng là nơi kẻ thù vô hình, virus corona chủng mới có thể dễ dàng ẩn mặt.